Trời lạnh lắm các anh ơi, gió buốt sương rơi, thương các anh ngày đêm canh giữ biên giới bình yên. Từ bao phố năm, những khu rừng chạm chót biên cương, ngăn chặn đại dịch Covid lan xa. Từ ngày tháng đã bao đêm, nỗi nhớ quê nhà, những bữa cơm vội vàng cùng nhau ăn gió năm xưa. Cuộc chiến dẫu gian nan, muôn trái tim hướng về nơi địa đầu tổ quốc để ngày mai đón anh bình minh. Những người lính biên phòng đang căng mình chiến đấu vì hòa bình, chặn đường mòn lối mở dẫu bao khó khăn. Những người lính ngày đêm vượt qua bao tố cuồng phong, với tinh thần dân tộc Việt Nam quyết chiến quyết. Những cánh rừng hun hút, những vách đá treo leo, những đường mòn, lối mở, đường biên, cột mốc, những cửa khẩu quốc tế nhộn nhịp, hay những bản làng mờ trong sương núi. Tất cả không thể quen thuộc hơn với các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Vậy nhưng, 3 tháng trở lại đây, lực lượng bộ đội biên phòng có thêm những nhiệm vụ khác xa thường nhật. Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát người và phương tiện xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới, bộ đội biên phòng còn phải đảm trách một nhiệm vụ nặng nề và khó khăn. Những chiến sĩ trên tuyến đầu phòng chống đại dịch COVID-19. Chống dịch như chống giặc. Mỗi chiến sĩ biên phòng trên tuyến đầu chống dịch đang lặng lẽ góp mình thực hiện phương châm hành động của Quân đội Nhân dân Việt Nam giữa thời bình. Không để Tổ quốc bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Chiếc lán trại dã chiến này được dựng lên ở đây hơn 2 tháng. 60 ngày cũng là thời gian Thiếu tá Phạm Toàn Thắng, nhân viên đồn biên phòng Ngọc Côn, bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng có mặt ở đây. Bám chốt, ngủ rừng cùng đồng đội và lực lượng y tế, dân quân xã, khóa chặt đường mòn lối mở này. Kịp thời phát hiện bà con nhập cảnh trái phép, đón bà con đến các khu cách ly của huyện theo quy định. Một lán trại giữa rừng hoang sương muối và những phiên gác giữa thời bình không kém cam go vất vả. Từ khi có dịch COVID-19 thì theo kế hoạch của Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn cũng như phối hợp với chính quyền địa phương xã cử lực lượng của đồn mà trực tiếp là trạm kiểm soát biên phòng Đình Phong cùng với xã đội của xã Đình Phong và công an xã Đình Phong thành lập chốt để chốt chặt ngăn ngừa người dân từ bên Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam, khu vực là từ mốc 803 đến 805 mà địa điểm là khu vực Lục Cu. Từ lúc chốt chặn đây thì anh em đã tạm thời ngăn chặn được 3 cái đợt là 22 công dân từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Tốp đầu tiên thì là 9, hai là 6 và tốp thứ ba là 7 mà đã tham mưu cho ban chỉ đạo của xã cũng như ban chỉ huy của đồn là làm cái cơ bước đầu khai thác bước đầu. Xong đấy là tham mưu là đề xuất với trung tâm huyện để cho về trung tâm cách ly của huyện để đảm bảo.
Nhiệm vụ chống dịch COVID-19 từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay của 1.621 tổ chốt với 6.535 cán bộ chiến sĩ biên phòng trên các tuyến biên giới Tổ quốc. Trong đó, biên giới phía Bắc có 535 tổ chốt, biên giới Việt Nam-Campuchia có 536 tổ chốt, biên giới Việt Nam-Lào có 467 tổ chốt. Để bám chốt, ngủ rừng làm nhiệm vụ hàng tháng trời ở những lán trại dã chiến này thật là điều không dễ. Muốn có nước sạch, phải thay phiên nhau đi bộ gần 2 km mới vào được bản xin bà con một ít. Lương thực, thực phẩm. Khi ngoài đồn chưa kịp chi viện vào bởi đường xá khó khăn, thì những cây ngải cứu dại mọc ven đồi trở thành món canh quen thuộc. Năm ngoái em tăng cường ở Sơn La. Còn bếp lửa như thế này, gặp ngày thời tiết khô hanh mới có. Còn những hôm trời mưa, thì mì tôm trở thành bữa ăn chính. Cái điều kiện sinh hoạt của anh em thì ở đây nó khó khăn. Cái lán trại của anh em đây gọi là chỉ tạm thời. Nhưng cái lúc mà gió hoặc mưa thì là nó vẫn bị ngấm. Anh em ngủ có khi là cả một cái dãy lều này nhưng lại dồn sang một góc để làm sao nó tránh được cái mưa. Xong là sáng hôm sau vẫn phải thực hiện nhiệm vụ mà lại phải thay nhau đi tuần ban đêm. Về cái điều kiện ăn ở đây thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về vấn đề thời tiết. Thời tiết ở đây thì lúc mưa lúc nắng và gió. Cho nên là bạt thì cũng đã được che chắn rất là kỹ, nhưng có giai đoạn thì gió to cũng đã làm ảnh hưởng đến nền bạt. Và sau đó thì cũng đã được khắc phục bằng cách là tăng thêm bạt và thêm một đống bạt nữa. Thì đến nay thì cơ bản là lều lán đã được ổn định. Khó khăn, gian khổ là vậy. Thế nhưng giữa những chốt gác xa xôi này, vẫn luôn có tình quân dân nồng ấm. Những thùng mì tôm, hộp khẩu trang của những tốp thanh niên tình nguyện đã là nguồn động viên to lớn của hậu phương cho chiến trường chống dịch. Hay đơn giản chỉ là can nước, mớ rau xanh và sự xuất hiện thăm hỏi của bà con, của đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Chào em. Chào chị. Tình hình trực thì ở đây lán trại mình thì trong thời gian trực đến giờ thì anh em ở trong lán thì như nào nhiều ạ? Báo cáo với đồng chí phó chủ tịch là trong quá trình trực ấy thì giai đoạn đầu ấy thì nhà bạt đã được dựng và sau đó nấp một bạt. Sau quá trình mưa gió thì có một buổi mưa thì đã cùng với gió lớn thì đã tốc bạt lên. Sau khi đó thì biên phòng đã tham mưu cho ủy ban dân xã Ngọc Khê tăng cường thêm bạt. Và ngay hôm sau thì bạt đã được dựng và thêm lên một chồng thêm một bạt nữa. Thì đến nay thì về nêu bạt thì đã được đảm bảo và chỗ nghỉ cũng đã được đảm bảo. Trong quá trình ăn ở thì nước thì phải đi cách xa vào nhà dân để xin đó, thì nhưng mà anh em vẫn khắc phục khó khăn để đảm bảo về ăn ở. Lúc mưa gió ấy thì đến nay thì đã được khắc phục, thì lúc mưa gió nhiều ấy thì còn lán, đối với lán mình còn dột không ạ? Còn chỗ ngủ các thứ còn dột không ạ? Hiện tại thì lán đã được đảm bảo, nó tăng thêm một bạt, nộp thêm một lớp bạt nữa thì hiện nay là đã chỗ ăn chỗ ở đã không có dột và không bị dột nữa. Thế về giường chăn màn các thứ đầy đủ không ạ? Hiện nay là trong tổ này có 2 giường và cũng đảm bảo về chăn màn đó, cũng đã được đảm bảo. Thế còn về bếp
ca nồi niêu xong chào các thứ thức ăn hàng ngày ạ. Đã được xã gần một bếp ga và củi, bếp củi. Thì ngoài những cái ngày mưa thì trong những ngày mưa thì anh em sẽ nấu bằng bếp ga, còn những ngày nắng thì chủ động đi lấy củi ở vỉa rừng về để nhặt những củi khô về để nấu cơm và nấu canh để tiết kiệm ga. Tình hình nước nuôi thế nào ấy? Báo cáo đồng chí là trong quá trình ở đây thì về nước là rất là khó khăn, phải đi vào cách một cây số để đi vào nhà dân để xin nhờ nước. Và thế hàng ngày mình đi vào nhà dân xin nước thì có khó khăn gì không? Dân có tạo điều kiện cho tổ công tác không? Về nước thì bà con rất ủng hộ, khi mà anh em mà đến nhờ nước của bà con thì bà con rất vui vẻ. Thì biết là tình hình khó khăn như vậy nhưng mà chúng ta cũng cố gắng thôi em ạ. Đấy, nếu mà có gì khó khăn ấy về tình hình về nước nuôi này, với lại về cái thực phẩm vật dụng hàng ngày thì trạm có thể báo cáo với xã, xong xã hỗ trợ được cái nào thì xã sẽ tạo mọi điều kiện để cho tổ trực 24/24. Cuộc sống bám chốt ngủ rừng, tuần tra canh gác 24/24 giờ trong các lán trại giữa rừng già heo hút, không phải ai cũng từng trải nghiệm. Giữa những vị trí tiền tiêu địa đầu tổ quốc này, có nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh cùng bám trụ. 259 học viên năm cuối Học viện Biên phòng rời giảng đường ra chiến trường tham gia chống dịch. Cuộc sống, công việc thực thụ của một chiến sĩ biên phòng nơi vùng biên giới xa xôi đến sớm hơn với Vi Văn Công, học viên K30 Học viện Biên phòng. Khi anh cùng 258 học viên năm cuối được giao nhiệm vụ tăng cường lên các đồn biên phòng vùng biên chống dịch COVID-19. Cuộc sống giữa rừng không có tiếng nói cười, không tiếng loa, tiếng nhạc. Chỉ có con đường tuần tra gập ghềnh vách đá. Chỉ có con đường đi bộ để lấy nước sinh hoạt hàng ngày dài hơn 2 km. Và phiên gác giữa đêm lạnh, sương lạnh, đôi mắt luôn phải căng nhìn dọc đường mòn lối mở để kịp thời phát hiện bà con nhân dân từ bên kia biên giới trở về, đón họ đến khu vực cách ly để chăm sóc theo quy định. 259 học viên Học viện Biên phòng đang sống như thế trong những ngày cả nước đang chống dịch như chống giặc. Với chúng tôi thì cuộc sống dưới học viện là chủ yếu là học tập và rèn luyện. Còn lên đây thì vừa kết hợp đi trực gác đêm, và dưới học viện thì chúng tôi cũng đã được thực hiện nhiệm vụ gác rồi. Nhưng mà lên đây thực sự là gác ở khu vực rừng núi. Cũng đầu tiên thì cũng cảm thấy sợ. Thứ nhất là có tiếng kêu chim kêu ấy, kiểu lên đây hôm đầu thì cũng chưa quen được cảm giác đó. Bây giờ thì hiện tại thì lên được hơn 21 ngày rồi, thì chúng tôi cũng bắt đầu cảm thấy quen dần với cái điều kiện ở khu vực biên giới này. Cuộc sống ở trên này thì nó khác biệt so với ở học viện, thì nó thiếu nước, thiếu điện, và đặc biệt là ban đêm thì nó có khó khăn về việc ở trong lán thì cực kỳ nóng và muội. Muội cực kỳ nhiều. Ban đêm thì đôi khi anh em phải ra ngoài để cho bớt muội rồi thì vào ngủ được. Vậy là đêm đôi khi mật phục và đi tuần thì muỗi nó đổ rất nhiều. Những hôm trời ẩm thấp thì anh em áo quần không có cái nào nó khô ráo được để mà mặc. Đặc biệt đêm mà đi tuần về thì cả người ướt sũng, chăn màn nó cũng ẩm thấp, nằm đến nửa đêm nó mới ẩm lên được ấy. Khó khăn gian khổ là vậy. Thế nhưng với các học viên Học viện Biên phòng, những tháng ngày lăn lộn trên tuyến đầu chống dịch, ăn lán ngủ rừng, bám chốt tuần tra, tự lo từng bữa ăn đến những điều kiện sinh hoạt tối thiểu,
và cả khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi bên đống lửa, được đốt lên để xua muỗi vùng biên viễn. Lắng nghe những câu chuyện, những kinh nghiệm trong quá trình công tác từ những người đi trước là bài học quý báu cho quá trình học tập công tác sau này. Ví dụ như là người dân đã nhập cảnh trái phép ấy, sang Việt Nam mình ấy, thì mình xử lý như nào? Bây giờ là như này, trước tiên thì nói chung là nó căn cứ cái thực tế, cái tình hình từng cái khu vực của mình để bà con biết là kiểu bây giờ tình hình là nhà nước và luôn luôn là những cả cơ quan tổ chức đấy là pháp luật luôn luôn là hướng tới chỗ bà con dù sai lầm như thế nào cũng chưa được thực tế qua những cái như đi như này bây giờ nên là cái kinh nghiệm mình còn ít lại có thực tế ra thực hiện cái nhiệm vụ của mình thì nó cũng đỡ bỡ ngỡ nhiều làm công tác tham mưu cho chỉ huy thì là nó cũng dễ nói ngay kể cả xử lý tất cả những tình huống trong cái chống dịch như này về những cái biên bản. Đấy, biên bản thực tế là cháu là sau này ra trường là cháu là các đội trưởng rồi từ cái quy trình làm mới là một hai nữa là mình phải tổng hợp hai nữa về cái văn bản giấy tờ quan trọng là lấy cái trích ngang của bà con là nó đầy đủ tất cả những cái thông tin cá nhân khi bà con sang rồi ấy, thì là mình sẽ xử lý tại chỗ bà con đến ở cái vị trí vừa ở rào rồi ấy, thì mình xử lý tại chỗ luôn hai nữa là căn cứ cái thực tế cái chỗ cái hướng gió ở trong cái thời gian là dịch như thế này thì mình phải cái hướng gió mình phải tránh thứ nhất là về cái cho cái cá nhân mình trước cái không được đưa bà con đi qua các khu vực nọ khu vực kia nó ảnh hưởng lây lan đến những cái khu vực đấy. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này thì chúng tôi cũng rút ra được một số những kinh nghiệm thực tế ở đồn biên phòng và từ trước chúng tôi được vào trường thì vẫn chưa được ra đơn vị cơ sở thực tế là nào. Và trong dịp này thì chúng tôi cũng rút ra được những kinh nghiệm và những cái như kiểu chuyên ngành chúng tôi thì sẽ học hỏi được những kinh nghiệm của các chú, các anh đi trước để ra trường thực hiện nhiệm vụ nó tốt hơn. Ở đây thì được ở cùng với các anh cán bộ, các anh sĩ quan thì là việc tiếp xúc và va chạm với các công việc giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về thực tế làm việc ở đơn vị cơ sở cũng như là việc xử lý các vụ việc vi phạm ở khu vực biên giới. Em mà con ăn chưa? Em với con vừa ăn xong. Thế à? À con gái. Con gái. Thế à? Con chào bác. Úi giời, con khỏe không? Con chịu khoa học không? Đẹp quá. Thế biết chữ đẹp giống bố không? Đẹp quá. Chịu khoa học nhé, khi nào học xong hết năm học này bố cho lên đồn bố chơi nhé. Nhưng phải ngoan nhé. Bố có khỏe không? À bố khỏe lắm, bố đang trực ở lán mà. Bố có nhớ con không? Ui giời, bố nhớ con lắm, từ Tết đến giờ chưa được gặp mẹ mấy con. Mấy em đi bố nhớ lắm. Bao giờ bố về? Bao giờ bố về? Bố chưa biết khi nào về con ạ. Khi nào hết dịch thì bố xin phép chỉ huy bố về bố thăm mẹ mấy con nhé. Đã bao đêm rồi, hình ảnh và những câu hỏi quen thuộc này cứ vọng lên trong các lán trại giữa rừng già heo hút của dọc dài miền biên giới Tổ quốc. Ở trong những lán trại này, có những khoảnh khắc riêng tư ít ỏi. Những giấc ngủ không trọn vẹn. Và bên ngoài lán, giữa rừng hoang, sương muối, một phiên gác mới đã bắt đầu. Với những chiến sĩ biên phòng tỉnh Cao Bằng đang làm nhiệm vụ chốt chặn tại các đường mòn lối mở để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Gần 3 tháng qua, họ đã có mặt ở đây, bám chốt, ngủ rừng, quyết tâm chống dịch như chống giặc.
từ sau Tết chưa được về. Nhưng cái là lắm lúc thì cũng lại phải làm công tác tư tưởng. Được cái là vợ là giáo viên, nên bảo tư tưởng giờ dịch bệnh như thế mà đã xem truyền hình các thứ rồi. Giờ bảo chống dịch còn hơn chống giặc. Giờ mình phải xác định cái tư tưởng, còn chồng làm nhiệm vụ thì là cái trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Mà hai là khi thực hiện nhiệm vụ này, mà cái điều quan trọng nhất là khi mình là cái người đảng viên nữa, thì mình phải xác định rõ cái trách nhiệm, mà hai nơi là cái vì lợi ích của anh em, thứ nhất là anh em đơn vị, thứ hai là của bà con nhân dân, và thứ ba là của cộng đồng, là mình phải làm hết cái trách nhiệm của mình. Xác định cái dịch COVID-19 này là một trong những cái dịch còn rất là dài, không những là 2 tháng, 3 tháng và thậm chí còn lâu hơn nữa, thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn đã xác định và động viên anh em trong khi làm nhiệm vụ. Thứ nhất là các đồng chí phải an tâm tư tưởng công tác, xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị giao. Thứ hai nữa là động viên các đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ an tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ cho nhân dân. Đấy. An tâm công tác, làm ăn và sinh sống. Các đồng chí phải xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình. Các đồng chí làm nhiệm vụ có thể là 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là 3 tháng, 4 tháng các đồng chí, hoặc lâu hơn nữa là các đồng chí không được về với gia đình, thì các đồng chí phải xác định rõ vai trò trách nhiệm mình. Cưới vợ xong là lên đơn vị. Thế rồi 3 tháng không về nhà. Thượng úy Phùng Lý Huỳnh, đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, bám trụ ở một lán trại nhiều không này. Không điện thắp sáng, không có sóng điện thoại để liên lạc. Chỉ có nhiều mưa, nhiều muỗi và nhiều nỗi nhớ gia đình. Thì sau khi tôi trực Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, thì thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy chỉ huy đơn vị, tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cùng với 2 đồng chí nữa, phòng chống trên các chốt để phòng chống dịch COVID-19. Thì tuy xa nhà thời gian rất là lâu, tuy nhiên tôi nhớ vợ, nhớ gia đình. Nhưng mà với chức trách nhiệm vụ của mình, thì tôi cùng các đồng chí vẫn cố gắng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Người ít nhất 1 tháng, người dài thì hơn 3 tháng. Đó là khoảng thời gian các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ chống đại dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Bắc, xa gia đình, người thân. Xa cả đồng đội ở đồn, ở trạm. Vì khi đã được phân công làm nhiệm vụ tại các chốt trên đường mòn lối mở, tiếp xúc với người dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đồng nghĩa họ phải tự cách ly mình để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho đồng đội, người thân và cộng đồng. Đơn vị đã triển khai các lán chốt trên biên giới để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép phòng chống dịch. Đồng thời, đơn vị đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, làm cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị xác định rõ nhiệm vụ chống dịch COVID hiện tại là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cái thời gian từ khi xảy ra cái dịch COVID đến nay thì rất nhiều các đồng chí cán bộ chiến sĩ chưa được một lần được về thăm gia đình, nhưng mà anh em vẫn xác định tốt cái nhiệm vụ, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. 100% cán bộ chiến sĩ của bộ đội phòng tỉnh Cao Bằng cũng đã luôn xác định vui vẻ, phấn khởi, coi đó là cái nhiệm vụ chính trị trên giao, không có cái trường hợp nào là bị núng túng hoặc là tinh thần nó chao đảo. Trên cơ sở đó thì cũng thấy rằng là đã góp phần rất lớn trong cái cùng với lại các ngành các cấp thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID ở trên cái tuyến biên giới của tỉnh Cao Bằng. Phiên gác giữa thời bình không tiếng súng. Nhưng có bao vất vả khó khăn mà người chiến sĩ biên phòng đã, đang và sẽ phải vượt qua khi dự báo dịch COVID-19 sẽ diễn ra còn dài và phức tạp. Giờ mình phải xác định cái tư tưởng, là cái trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Mình phải xác định rõ cái trách nhiệm, mà hai nơi là cái vì lợi ích của anh em. Thứ nhất là anh em đơn vị, thứ hai là của bà con nhân dân và thứ ba là của cộng đồng. Mình phải làm hết cái trách nhiệm của mình. Yêu cầu nhiệm vụ cũng rất nặng nề, thời gian thì cũng dài, nhưng mà 100% cán bộ chiến sĩ của bộ đội phòng tỉnh Cao Bằng cũng đã luôn xác định vui vẻ, phấn khởi, coi đó là cái nhiệm vụ chính trị trên giao. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị xác định rõ
Nhiệm vụ chống dịch Covid hiện tại là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Chúng tôi là những chiến sĩ biên phòng, thì là những người ở tuyến đầu để phòng chống Covid. Chúng tôi là quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ này. Đã chống dịch thì tất cả đều căng mình lên chống dịch, thì không ở nơi nào nó khó khăn hơn nơi nào, mỗi nơi đều có một khó khăn riêng. Cho nên là mình góp sức vào được cùng toàn đảng toàn dân để chống dịch thì đó cũng là một chút tự hào rồi. Cuộc chiến dẫu gian nan, muôn trái tim hướng về nơi địa đầu tổ quốc để ngày mai. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đó là khẩu hiệu từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh trực trên mỗi miền biên giới tổ quốc. Tự xác định cho mình để góp mình vào quyết tâm chung của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực hết mình chống dịch như chống giặc. Trên khói.